thông tin mới nhất liên quan đến vụ một nghi phạm tại Khánh Hòa đã sát hại tử vong ba phụ nữ. Do tình phức tạp tại hiện trường vụ việc, đến nay lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nghi phạm. Để có thể nhanh chóng tìm kiếm được đối tượng nguy hiểm này, phía cơ quan công an đã huy động lực lượng cũng như chó nghiệp vụ tìm kiếm bằng chứng, truy bắt đối tượng. Sau đây là những thông tin mới nhất về vụ việc thương tâm này. Theo thông tin ban đầu, vào sáng mùng 2 tháng 6, người dân nghe thấy tiếng la hét trong căn nhà của vợ chồng Phan Danh Hưng nên chạy sang. Tại hiện trường, họ phát hiện vợ Hưng là chị LTTV, 37 tuổi, người cháu gái 19 tuổi và một phụ nữ hàng xóm tử vong ngay tại ngôi nhà với hiện trường vô cùng ám ảnh. Nhận được thông tin, các lực lượng địa phương đã có mặt kịp thời để điều tra nguyên nhân vấn đề cũng như truy bắt đối tượng gây ra vụ việc. Qua điều tra của lực lượng công an được biết, từ khi Hưng về làm rể tại địa phương, tuy không có mâu thuẫn với bất kỳ ai, nhưng người đàn ông này hay tham gia cá độ bóng đá, lô đề và nhậu nhẹt. Tối mùng 1 tháng 6, sau khi nhậu say, Hưng về đến nhà, đã xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị V, sinh năm 1986. Hưng đập vỡ tivi, tủ lạnh và dọa không để vợ sống nữa. Do sợ người chồng trong lúc nóng giận, chị V sang ngủ qua đêm tại nhà mẹ ruột gần đó. Tuy nhiên, tới sáng ngày hôm sau, khi mẹ vợ của Hưng mang rau đi bán, Hưng mang theo dao nhọn sang nhà mẹ vợ. Tại đây, đối tượng đã ra tay dã man đoạt mạng vợ và cháu gái với nhiều vết thương. Thấy cái cỏ nên bà D, sinh năm 1976, là hàng xóm đã sang can ngăn nhưng đối tượng không hề buông dao mà sát hại luôn người này. Hiện trường vụ án với ba nạn nhân nằm trên đất, còn đối tượng đã bỏ trốn ngay sau đó. Được biết nghi phạm Phan Danh Hưng quê ở xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa. Đặc điểm nhận dạng của Phan Danh Hưng là nốt ruồi cách 2 cm dưới sau đuôi mắt phải. Cho tới thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đang gấp rút tiến hành điều tra huy động hàng chục cảnh sát cơ động, công an tỉnh, công an địa phương, dân quân được huy động đến khu vực núi Hòn Dữ, xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh. Chó nghiệp vụ cũng được điều động đến hiện trường, lùng sục khu vực đồi núi, nghi rằng nghi phạm đang lần trốn. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất liên quan tới vụ việc trong các video tiếp theo.